Cục Quản lý Dược Bộ Y tế đã quyết định cấp phép nhập khẩu thuốc Botulinum Antitoxin để điều trị cho bệnh nhân bị ngộ độc thực phẩm hiếm gặp tại Trung tâm Chống độc bị Bệnh viện Bạch Mai sau khi ăn ba tê minh chay có nhiễm vi khuẩn Clostridium botulinum gây ra độc tố botulinum. Việc nhiễm độc tố của vi khuẩn này gây ra các biến chứng nặng có thể dẫn đến suy hô hấp, liệt toàn thân, phụ thuộc thở máy, nguy hiểm đến tính mạng. Các trường hợp biến chứng nặng được chỉ định sử dụng thuốc Botulis Antitoxin để giải độc. Đây là một loại thuốc hiếm chưa có số đăng ký lưu hành tại Việt Nam.